Xin chào quý vị và các bạn, mình là Michael. Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn tại sao các bạn nên học lớp quản lý tài chính. Thì quản lý tài chính là một trong những cái yếu tố giúp bạn thành công trong cuộc sống và giúp bạn nắm được cái nguồn tiền của các bạn, và giúp khi mà bạn đã quản lý được nó rồi, lập kế hoạch được nó rồi, thì bạn có thấy con đường đi đến tự do tài chính của bạn nó càng rộng mở ra cho các bạn. Nó không phải như một cái người ở cuối đường hầm mà phía trước là không thấy một cái bóng ánh sáng nào hết các bạn. Thì việc lập kế hoạch tài chính và việc học cái lớp kế hoạch tài chính thì nó giúp cho bạn giống như từ một cái người ở dưới cuối đường hầm mình mới vừa nói, họ thấy được cái ánh sáng bên đầu bên kia, và lúc đó họ mở ra giống như hai bên mà người ta đào hầm á, thông á các bạn. Khi mà ánh sáng nó thông rồi, có những cái khe hở nó lối dạng ra, các bạn thấy ôi bức ánh sáng nó đã về rồi, và mình đã thấy được cái con đường mình đi phía trước, và giống như nó có bản đồ nó đem đến cho bạn vậy đó. Thì mình đã nói nhiều lần rồi, cái kế hoạch tài chính nó giống như một cái cẩm nang, cái bí kíp á, nó giống như là một cái bản đồ, nó giúp bạn định hướng cái lối đi của bạn và cái con đường đi của bạn. Nhìn vô cái bản đồ đó bạn biết bạn còn bao lâu nữa bạn đến đích, bạn rời khỏi cái điểm xuất phát đã được bao lâu, và ở trong cái bản đồ đó nó có cho bạn kế hoạch ngắn hạn, kế hoạch dài hạn và có những kế hoạch trung hạn. Bạn phải làm như thế nào để cho các bạn đi đến đích là tự do tài chính một cách sớm nhất. Rồi, ok, hôm nay mình có take note lại một số thứ. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn. Thứ nhất, tự do tài chính bạn nên bắt đầu từ đâu? Thì mình nói luôn, tự do tài chính nên bắt đầu ngay và luôn. Ngay hôm nay bạn phải bắt đầu nghiên cứu và tìm hiểu những cái lớp về tự do tài chính, và những cái lớp học về lập kế hoạch tài chính. Và những cái lớp đó bạn học nó rất là dễ, có những quyển sách nó dạy, và có những cái lớp học online, và hiện tại là Học viện Bất Động Sản sẽ mở hướng dẫn cho các bạn miễn phí cái lớp này. Mong là các bạn đăng ký để các bạn học. Thì bắt tay vào lập kế hoạch tài chính cho chính bạn ngay ngày hôm nay, để cho bạn và gia đình bạn thấy được cái bức tranh bạn phải đi như thế nào, thấy con đường của bạn phải đi như thế nào. Rồi, cái số 2 mình muốn chia sẻ với các bạn là cái câu mà thường người ta nói ở bên Úc này như thế này các bạn: What can measure can improve. Cái gì bạn có thể cân đo đong đếm được thì bạn có thể là phát triển nó được, hoặc là bạn có thể nhìn vô cái thu nhập của bạn, bạn có thể là tháng sau bạn tiến bộ hơn, hoặc là tháng tới nữa bạn sẽ có được cái nguồn thu nào đó. Cái gì mà nó ra được cái con số các bạn thì cái đó là nó dễ thấy hơn, chứ bạn không nói ok tháng này mình thu nhập 10 triệu một tháng mà mình không biết tiền của em nó đi đâu hết rồi thì không biết nào. Và khi mà bạn đưa nó vô số liệu, bạn rõ ràng vô trong cái bảng kế hoạch, bảng Excel, thì bạn thấy ok 10 triệu này nó đi đường nào, nó dành cho bao nhiêu tiền đi chợ, bao nhiêu tiền trả tiền điện, nước, internet, rồi bao nhiêu tiền để đi ra ngoài ăn, bao nhiêu tiền đổ xăng, bao nhiêu tiền cho con học, đi học, rồi bao nhiêu tiền để mua sách, bao nhiêu tiền học những cái lớp phát triển bản thân, rồi rất là nhiều. Bạn nhìn vô đó bạn thấy liền. Rồi bao nhiêu tiền dành ra để tiết kiệm đó, bạn nhìn vô đó biết. Bởi vì mình nói cái câu hồi nãy mình nói what can measure can improve. Bạn nhìn thấy như vậy, bạn có thấy cân đo đong đếm nó được thì bạn phải cải thiện nó được, bạn phải phát triển nó được, chứ để trong đầu bạn không thể nào mà phát triển được các bạn. Đó, cái thứ ba thì là có những cái kế hoạch trung hạn, dài hạn và những kế hoạch ngắn hạn cho bạn. Trung hạn là như thế nào? Mình nói trước ngắn hạn trước đi. Ngắn hạn là ok, bạn lập kế hoạch ra như vậy thì kế hoạch ngắn hạn là gì? Thì nếu mà bạn đã xài lố, ví dụ như nãy mình nói 10 triệu rồi, bạn xài đã lố rồi. Khi mà bạn viết ra bạn nói ôi tháng nào cũng xài 11 triệu, có nghĩa là mỗi tháng bạn nợ ai đó 1 triệu, bạn mượn ba mẹ bạn, hay bạn mượn người này mượn kia, bạn vợ hay mượn chồng gì đó thì không ổn. Bạn xài quá số tiền mà bạn cho phép thì bạn phải tìm cách để bạn tiêu diệt cái đó trước, rồi sau đó thì mới ra tới cái kế hoạch trung hạn. Kế hoạch trung hạn là hàng tuần, hàng tháng, hàng 3 tháng, hàng 6 tháng là trung hạn. Còn kế hoạch dài hạn là kế hoạch năm, 1 năm, 2 năm, 3 năm hoặc là 5 năm. Thì dài hạn như vậy bạn nên làm cái gì? Đó, thì những cái video clip sau hoặc những cái lớp học mình sẽ chia sẻ các bạn thật là cụ thể. Rồi, cái phần số 4 mình muốn chia sẻ với các bạn á, tiết kiệm sẽ không bao giờ giúp cho bạn giàu có được. Mình nói lại lần nữa nha, tiết kiệm sẽ không bao giờ giúp cho bạn giàu có được, nhưng tiết kiệm sẽ giúp cho bạn tránh khỏi tình trạng khánh kiệt. Khánh kiệt là bạn mạt luôn á, gọi là mạt á, mạt rẹp luôn á, là tiết kiệm nó sẽ giúp bạn được. Tại vì nếu mà bạn không tiết kiệm, bạn ăn chơi thoải mái thì không có cách nào mà tiền nào mà chịu nổi bạn hết. Vì bạn không có kiểm soát được cái tiền của bạn và bạn không được dùng quá cái số tiền mà bạn có. Đó là cái điều tiên quyết khi mà bạn muốn làm giàu. Muốn làm giàu đầu tiên á là bạn phải học cái cách mà sử dụng tiền, chứ mình không nói là tiết kiệm nha. Đầu tiên đó là bạn phải học cái cách sử dụng tiền, và thứ hai á thì phải dùng những cái tiền mình có đó để đi đầu tư từ những cái nhỏ hơn. Tiết kiệm nó không giúp bạn giàu có đâu, mình nói lại lần nữa, nhưng tiết kiệm sẽ giúp bạn tránh tình trạng khánh kiệt. Rồi cái vấn đề thứ năm á, mình muốn chia sẻ với bạn trong cái lớp học này luôn. Vấn đề của bạn á không phải là bạn bị nợ quá nhiều. Có những người nói với mình nợ mua nhà, nợ mua xe, nợ trả góp món hàng này, nợ trả góp món hàng kia. Vấn đề của bạn không phải là bạn thiếu nợ nhiều quá, mà vấn đề của bạn á là không biết cách sử dụng tiền. Và vấn đề của bạn á là không biết cách tìm những cái nguồn thu nhập, hoặc không biết cách có nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Đó các bạn, cái vấn đề của bạn là bị như vậy. Mình hiện tại á, mình có rất là nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Từ mình hợp tác với những người bạn khác của mình làm business, và mình có những cái property để mình cho người ta thuê, và thuê truyền thống, và thuê theo kiểu Airbnb ở nhà homestay. Và mình hợp tác với người ta làm online, hợp tác làm offline. Rồi mình có những cái đội ngũ kiếm tiền online nữa các bạn. Và mình bán hàng online, mình mua đồ cổ chứ không phải đồ cũ nha, đồ cổ về mình bán. Thì đúng rồi, cổ nó cũng là cũ luôn. Mình bán lại, mình mua giá 1 đồng, mình bán giá 10 đồng các bạn. Mình đợi thời gian cho nó tăng lên rồi mình bán. Mình mua mình có thể mình ngâm 1 năm, 2 năm, 3 năm. Đó, mình có rất là nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Và mình có mấy cái dự án vận chuyển mấy cái mà thuốc men từ bên Úc về Việt Nam để cho bán ở bên Việt Nam nữa. Đó các bạn, khi bạn đã có được cái ý tưởng rồi thì bạn lập kế hoạch ra, bạn để bạn hành động. Cũng y chang kế hoạch tài chính thôi. Muốn tự do tài chính bạn mới có kế hoạch, và từ kế hoạch đó bạn nhìn vô kế hoạch đó thì bạn thấy như vậy bạn mới làm được. Rồi, mình kết thúc video ở đây. Mình mong là các bạn hãy đăng ký để các bạn có được những cái kiến thức bổ ích cho các bạn về việc tài chính. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video sau nha.